Suốt gần 2 tháng qua, Ngô Dực Phạm là cái tên hot nhất nhì trên tất cả các diễn đàn mạng xã hội hay các thông tin truyền thông Trung Quốc. Viện Kiểm soát cũng đã phê chuẩn lệnh bắt giữ với cựu thành viên nhóm EXO vì nghi vấn ong bướm với trẻ vị thành niên. Giờ đây, Ngô Dực Phạm đang sống trong cảnh bóc lịch và chờ đợi phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng. Trong khi chờ đợi việc được đưa ra ánh sáng, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin giật gân về tình trạng hiện tại của Ngô Dực Phạm. Gần đây nhất là thông tin anh chàng mắc bệnh xã hội. Tuy nhiên, ngay sau đó Weibo đã gắn mác tin giả với thông tin này. Hay trước đó, nhiều người còn tung ra hình ảnh nghi ngờ của Ngô Dực Phạm bị cạo trọc đầu, bạn tù đi đường quyền. Tuy nhiên, phần lớn đều là tin giả hoặc chưa được kiểm chứng. Mới đây nhất, netizen xứ Trung lại xôn xao trước loạt ảnh được cho là từ nhóm fan của Ngô Dực Phạm đang bàn bạc, tìm đủ mọi cách để giải thoát cho idol khỏi cảnh ngục tù. Theo đoạn cát do blogger đăng tải, một số fan hâm mộ đã đề xuất tìm cách để vào tù thay thế cho Ngô Dực Phạm. Một netizen bình luận, 50 triệu fan, một nhóm xông vào nhà tù cứu người, người cứu được ra rồi, một nhóm gây rối với cảnh sát bên đường, một nhóm khống chế sân bay, người được đưa thẳng tới sân bay rồi lên máy bay sang Canada. Những kế hoạch có phần hài hước này ngay sau khi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa số đều bày tỏ sự ngán ngẩm, thậm chí chỉ trích vì hành động não tàn, thiếu suy nghĩ của fandom Ngô Dực Phạm. Còn nhớ cuối tháng 7 vừa qua, Ngô Dực Phạm bị cảnh sát Bắc Kinh bắt tạm giam. Bên cạnh làn sóng tẩy chay và thoát fan lớn, vẫn có nhiều người hâm mộ quyết tin tưởng và ủng hộ Ngô Dực Phạm đến cùng. Ngay trong đêm, một clip ghi lại hình ảnh được cho là các fan của Ngô Dực Phạm đến đồn công an để tìm gặp idol đã gây tranh cãi cực mạnh đối với người xem. Đa số netizen đều lên án hành động mù quáng của những người hâm mộ này. Ngô Dực Phạm hiện đã bị bắt giữ, nhưng fan thì vẫn chấp niệm vào tình yêu với thần tượng để kéo đến đồn công an. Nhiều người cà khịa rằng vào đó mở fan meeting hay gì. Sau sự việc, Cục Quản lý mạng Trung Quốc đã xóa hơn 150.000 tin nhắn có hại, đóng hơn 4.000 tài khoản mạng xã hội và loại bỏ ít nhất 39 ứng dụng di động. Weibo, mạng xã hội của Trung Quốc cũng thông báo loại bỏ bảng xếp hạng quyền lực minh tinh, một trong những chiến trường ảo quan trọng nhất để fan thể hiện tình yêu và sự ủng hộ của họ đối với các ngôi sao. Weibo giải thích bảng xếp hạng bị xóa để đảm bảo sự phát triển có trật tự của cộng đồng và giúp người hâm mộ theo đuổi ngôi sao lý trí. Các động thái trong 2 tháng qua là một phần nỗ lực nhằm kiềm chế văn hóa fan cuồng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhân vật chiếm sóng nhất scandal của Ngô Dực Phạm không ai khác chính là hot girl Đô Mỹ Trúc. Sinh năm 2002, cao gần 1m7, Đô Mỹ Trúc đang là sinh viên trường đại học truyền thông Trung Quốc. Bên cạnh việc đi học và hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, chân dài này còn là người mẫu ảnh và livestream bán hàng. Giữa năm nay, cuộc sống của Đô Mỹ Trúc thay đổi hoàn toàn khi bất ngờ phanh phui chuyện Ngô Dực Phạm lăng nhăng và cư xử tệ bạc với cô, tố cáo ngôi sao sinh năm 1990 săn gái vị thành niên, tuyển phi, nói xấu đồng đội cũ, cưỡng dâm. Từ lời kể của Đô Mỹ Trúc, mọi chuyện vỡ lở và cảnh sát bắt tay vào điều tra. Kết quả hôm 16 tháng 8, Ngô Dực Phạm chính thức bị bắt giữ. Hơn 2 tháng kể từ khi Ngô Dực Phạm vào tù, tình hình hiện tại của hot girl Đô Mỹ Trúc thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận. Theo Sohu, một số nguồn tin trong làng giải trí Trung Quốc tiết lộ rằng người đẹp đang rất muốn chính thức bước chân vào showbiz và cũng mong được ký hợp đồng với các công ty quản lý. Thậm chí Đô Mỹ Trúc còn chủ động gửi tin nhắn đến những nhân vật có tiếng trong ngành để giúp cô ra mắt công chúng. Tuy nhiên, lùm xùm của mỹ nhân sinh năm 2002 với Ngô Dực Phạm khiến nhiều công ty e ngại và không muốn hợp tác. Ngoài ra, độ phổ biến thật sự của Đô Mỹ Trúc cũng chưa quá cao đến mức những doanh nghiệp giải trí đặt cược vào cô. Tính đến nay, lượng người theo dõi chân dài 19 tuổi trên Weibo ở mức 4-5 triệu. Thời điểm Đô Mỹ Trúc quyết chiến với Ngô Dực Phạm, số người theo dõi cô lên đến hơn 5 triệu. Cách đây không lâu, tin đồn Đô Mỹ Trúc rục rịch gia nhập showbiz cũng đã râm ran trên mạng xã hội. Lần này, lời đồn thổi về kế hoạch tấn công làng giải trí của người đẹp một lần nữa được lan truyền và tiếp tục nhận về nhiều phản hồi trái chiều. Một bên bày tỏ sự ủng hộ Đô Mỹ Trúc ra mắt vì đánh giá cao gương mặt xinh xắn cùng vóc dáng gợi cảm nổi bật của cô. Bên phản đối lại cho rằng scandal giữa Đô Mỹ Trúc và Ngô Dực Phạm quá lớn, ảnh hưởng đến cái nhìn của công chúng đối với hot girl 10X. Hiện Đô Mỹ Trúc vẫn chưa có động thái phản hồi trước các tin đồn rục rịch trở thành nghệ sĩ. Trên Weibo của Đô Mỹ Trúc, phần giới thiệu vẫn ghi cô là beauty blogger. Lần cập nhật gần đây nhất của Đô Mỹ Trúc là vào ngày 29 tháng 7. Từ đó đến nay, người đẹp chưa chia sẻ gì thêm. Tuy nhiên, dân mạng phát hiện Đô Mỹ Trúc nhấn theo dõi tài khoản Weibo của Dương Mịch vài ngày trước.